tôi, Hoàng Xuân Vinh, vận động viên đội tuyển bắn súng quốc gia Việt Nam, huy chương vàng Olympic 2016, là một vận động viên chuyên nghiệp, tôi luôn ý thức và trách nhiệm của bản thân là phải giữ được tinh thần và thể lực một cách tốt nhất. Nhờ có huấn luyện viên Park Chung Gan giới thiệu, tôi biết đến dòng sản phẩm Hồng Sâm Khe Sông Sang In. Sau một thời gian sử dụng, tinh thần và thể lực của tôi đã được cải thiện một cách đáng kể. Và đó chính là lý do giúp cho tôi có được thành tích tốt nhất tại Olympic 2016. Tôi, Lê Thị Linh Chi, vận động viên đội tuyển bắn súng quốc gia, huy chương đồng ASEAN 2018 tại Indonesia. Trước ngày thi đấu 2 tháng, tôi được huấn luyện viên Hàn Quốc Park Chung Gan giới thiệu về Hồng Sâm Khe Sông Sang In. Sau khi dùng sản phẩm, tôi thấy mình khỏe hơn và không còn mệt mỏi nữa. Tôi, Trần Quốc Cường, vận động viên đội tuyển bắn súng quốc gia Việt Nam cùng với Hoàng Xuân Vinh, tôi đã sử dụng Hồng Sâm Khe Sông Sang In từ năm 2016 và đến năm 2018, tôi đã giành huy chương đồng tại ASEAN. Mặc dù bây giờ đã ở tuổi 45, nhưng nhờ có Hồng Sâm mà tôi vẫn cảm thấy khỏe mạnh, đầy đủ thể lực để duy trì các hoạt động vận động viên. Sang năm 2020, tôi quyết tâm giành huy chương vàng tại Olympic Tokyo. Sử dụng đều đặn sản phẩm Hồng Sâm Khe Sông Sang In mỗi ngày đã giúp chúng tôi vượt qua những căng thẳng, mệt mỏi và đối đầu với những thử thách thành công. Hồng Sâm Khe Sông Sang In hân hạnh đồng hành cùng đội tuyển bắn súng quốc gia Việt Nam. Chúng tôi yêu Hồng Sâm Khe Sông Sang In.